Cô chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1, trang 51, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng 17. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy quan sát thật kỹ hình 17.1, đồng thời kết hợp nghiên cứu lại kiến thức về ARN và ADN. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Bảng 17. So sánh cấu tạo của ARN và ADN. Các em hãy quan sát ở trên hình. Hình 17, mô hình cấu trúc bậc 1 của ARN, và hình 15, mô hình cấu trúc bậc 1 của phân tử ADN. Các em thấy số mạch đơn của ARN sẽ là 1, còn ADN là 2 mạch. Các loại đơn phân. Các loại đơn phân của phân tử ARN chính là A, U, G và X. Còn đơn phân của ADN là A, T, G, X. Về kích thước và khối lượng, ARN có kích thước nhỏ hơn ADN, còn phân tử ADN có kích thước lớn hơn phân tử ARN. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1, trang 51, sách giáo khoa sinh học 9. Cảm ơn tất cả các em.